Vâng, Đức Trung Auto xin kính chào quý anh chị cùng các bạn. Hôm nay ngày mùng 8 tháng 2 năm 2020 tại chợ ô tô miền Bắc, địa chỉ ở km 47 quốc lộ 10 Quang Trung An Hải Phòng, thì Đức Trung lên sóng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một loạt các cái mẫu xe hatchback mà đang bày bán tại chợ ô tô miền Bắc. Bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Nếu quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955. Vâng, đây là toàn bộ cái bãi xe của chợ ô tô miền Bắc, nằm ở địa chỉ km 47 quốc lộ 10 Quang Trung An Não, Hải Phòng. Đức Trung quay cho quý anh chị các bạn ta đến tham khảo và lựa chọn cho gia đình nhà mình một cái mẫu xe phù hợp. Vâng, chợ ô tô miền Bắc thì nằm ở ngay cái nút giao của đường cao tốc với quốc lộ 10. Vâng, ngay đầu cầu Tiên Cựu, đây là cái lối ra vào cao tốc. Quốc lộ 10 cũng rất tấp nập các cái dòng xe xuôi ngược. Vâng, Đức Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị của các bạn. Quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho Đức Trung, đồng thời cũng cập nhật luôn được tất cả các cái mẫu xe mà bên Đức Trung mới nhập về, cũng như cái giá xe mà bên Đức Trung đang đề xuất bán. Thì trước mắt quý anh chị cùng các bạn, đây là một cái mẫu xe Hyundai Getz sản xuất năm 2009. Vâng, chiếc xe này thì được mang biển Hà Nội 30V1848. Chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 176 triệu đồng. Vâng, 176 triệu đồng là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Hyundai Getz, một cái mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và đi thì cực kỳ đầm chắc, không hỏng vặt. Đấy, quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe nào thì Đức Trung sẽ gửi các cái đường link chi tiết cho quý anh chị các bạn xem qua Zalo. Kế tiếp đây là một chiếc Hyundai i10 được sản xuất năm 2014, nước sơn là màu trắng, biển Quảng Ninh 14A11809. Vâng, cái mẫu xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 235 triệu đồng. Vâng, chỉ với 235 triệu đồng là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Hyundai i10 được trang bị la răng đúc 4 bánh, màn hình cam lùi đầy đủ. Vâng, tất cả các cái chi tiết trên xe thì còn rất là đẹp. Vâng, một chiếc Hyundai i10 màu trắng sản xuất năm 2014, đăng kiểm thì còn rất là dài. Vâng, đăng kiểm thì còn tận đến tháng 8 năm 2021 nhé. Vâng. Vâng, tiếp theo Đức Trung xin giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái xe Chevrolet Spark được sản xuất năm 2013, đăng ký lần đầu năm 2014. Vâng, một chiếc xe form dáng mới nhé, form siêu nhân, biển Thái Nguyên 20A07797. Vâng, cái mẫu xe này thì cũng rất là đẹp, bản đủ la răng đúc túi khí phanh ABS. Vâng, đăng kiểm thì cũng còn dài miên man nhé, đăng kiểm tận đến tháng 8 năm 2021. Vâng, cái mẫu xe Chevrolet Spark này thì mang cái nước sơn là màu bạc. Vâng, lốp mới cả dàn. Ở bên Đức Trung đang chào bán cái mẫu xe này với giá là 185 triệu đồng. Vâng, 185 triệu. Quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe Chevrolet Spark sản xuất năm 2013, đăng ký lần đầu năm 2014. Vâng, nước sơn là màu bạc, rất đẹp, form dáng mới, nhỏ gọn, tiết kiệm xăng. Mức tiêu hao nhiên liệu nó chỉ loanh quanh khoảng 6 lít 5 lít rưỡi 6 lít trên 100 cây cả điều hòa. Vâng, tiếp theo Đức Trung xin giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe Kia Morning bản Sport sản xuất năm 2012. Vâng, chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 178 triệu đồng. Vâng, rất đẹp nhé. Quý anh chị các bạn mua cái mẫu xe này về thì cũng sẵn sử dụng, rất là tiết kiệm xăng, không phải làm thêm bất cứ thứ gì nhé. Xe thì được mang biển của tỉnh Ninh Bình 35A01214. Vâng, Kia Morning bản Sport thì có túi khí này. Vâng, có điều hòa auto. Vâng, bộ ghế da màu kem kết hợp với cái viền màu đen rất đẹp nhé.
Vâng, tiếp theo Đức Trung xin giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe Hyundai Getz được sản xuất năm 2010. Vâng, chiếc xe này thì không taxi dịch vụ, xe gia đình rất đẹp. Vâng. Xe thì được mang biển của tỉnh Hải Dương 34A08170. Vâng. Sản xuất năm 2010. Nước sơn là màu bạc. Vâng, xe bán đủ, không taxi dịch vụ. Vâng, mẫu xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 210 triệu. Vâng, 210 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Hyundai Getz sản xuất năm 2010, biển Hải Dương. Máy gầm chất, điều hòa mát. Vâng, toàn bộ các cái phần thân vỏ của xe sơn xi rất là sạch sẽ, sáng đẹp. Tất cả các cái chức năng hoạt động bình thường, xe chạy rất là đầm chắc. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít trên 100 cây. Vâng, tiếp theo Đức Trung xin giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu Kia Morning được sản xuất năm 2015. Nước sơn là màu đỏ. Vâng, chiếc xe này thì bên Đức Trung đã rút hồ sơ rồi. Vâng, được trang bị động cơ 1.25, rất là khỏe. Mức tiêu hao nhiên liệu loanh quanh khoảng 6 lít, 5 lít rưỡi, 6 lít trên 100 cây. Vâng, chiếc xe Kia Morning màu đỏ sản xuất năm 2015 này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 230 triệu đồng. Vâng, 230 triệu đồng, xe thì được trang bị là răng đúc 4 bánh, lốp thì mới cả dàn, màn hình cam lùi đầy đủ. Quý anh chị các bạn mua chiếc xe này về ra tên bấm biển thì trong vòng buổi sáng là có biển để gắn lên xe. Vâng, một chiếc xe có cái form dáng cũng như là cái lớp sơn rất là đẹp, phần nội thất của xe thì gần như là mới. Vâng, từ các cái bộ ghế da, trần lỉ, táp lô sạch sẽ. Xe thì được trang bị màn hình cam lùi, vâng, điều hòa cơ. Vâng, 5 chỗ ngồi khá là rộng rãi. Vâng, kế tiếp là một chiếc Kia Morning được sản xuất năm 2011. Vâng, chiếc xe được mang biển 88A00843. Vâng, xe thì cũng được trang bị là răng đúc, nước sơn màu xanh. Vâng, màu xanh này khá là đẹp nhé. Vâng, màn hình cam lùi đầy đủ, nội thất sạch sẽ. Vâng, cái mẫu xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 150 triệu. Vâng, chỉ với 150 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay chiếc Kia Morning 5 chỗ ngồi, tiết kiệm xăng, trang bị động cơ 1 chấm, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 5 lít rưỡi trên 100 cây. Vâng, quý anh chị các bạn ưng mẫu xe nào thì hãy liên hệ với Đức Trung số điện thoại 0965 951 955. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn đây là một cái mẫu Hyundai Getz được sản xuất năm 2009. Vâng, nước sơn màu xanh. Vâng, màu xanh ngọc rất đẹp. Vâng. Xe thì cũng được trang bị bộ ghế da màu đen đỏ, trần lỉ nguyên bản. Vâng ạ. Rất đẹp nhá. Hàng ghế sau, lốp lắp thì cũng tương đối đẹp. Xe thì được mang biển của tỉnh Bắc Giang 98A03502. Vâng ạ, mẫu xe Hyundai Getz thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 168 triệu. Vâng, 168 triệu là bao rút hồ sơ cho quý anh chị của các bạn. Quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe nào thì hãy gọi điện cho Đức Trung. Số điện thoại 0965 951 955. Vâng, kế tiếp bên cạnh cũng là một chiếc xe Hyundai Getz nước sơn màu xanh ngọc. Vâng, sản xuất năm 2010. Biển Hà Nội 30Z1321. Vâng, biển số cũng khá là dễ nhớ, đẹp. Vâng, xe thì có cái nước sơn màu xanh ngọc khá là đẹp, biển Hà Nội. Lắp thêm cả cái phần nippo đằng sau, trông
cũng khá là đẹp xe. Vâng, bán đủ ghế nỉ nguyên bản nhé, chân nỉ nguyên bản. Vâng, xe thì tất cả mọi thứ thì còn zin theo xe nhé, ghế này là ghế zin. Vâng, cái mẫu Hyundai Getz sản xuất năm 2010 thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 185 triệu đồng. Vâng, 185 triệu đồng, quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một Hyundai Getz này, xanh ngọc rất đẹp. Vâng, kế tiếp là một chiếc Hyundai Getz có lớp sơn màu bạc sản xuất năm 2008 biển Hải Phòng 15A05871. Vâng, chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 158 triệu. Vâng, chỉ với 158 triệu là quý anh chị các bạn sở hữu ngay một chiếc Hyundai Getz. Vâng, trang bị động cơ 1.1, lớp sơn là màu bạc. Vâng, xe thì đi cực kỳ đầm chắc, và cái dòng xe Getz này thì nó không hỏng vặt. Mức tiêu hao nhiên liệu thì khoảng 6 lít trên 100 cây. Rất là đầm chắc, bền bỉ theo thời gian, 5 chỗ ngồi rộng rãi, một cái xe nhỏ gọn là tiết kiệm xăng. Vâng, 158 triệu đồng. Vâng ạ, ngoài những cái xe này vừa mới giới thiệu thì bên Đức Trung cũng còn rất nhiều các cái dòng xe, ví dụ như là Ford Ranger, rồi xe Ford Everest, rồi tất cả nhiều các cái dòng xe khác nữa, từ 2 chỗ, 7 chỗ, vâng, dòng sedan, dòng xe SUV. Vâng, xin cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.